Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kim Thúy xin cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Sau đây là các tin liên quan đến tình hình tại Ukraine. Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề: Russia losses 36 artillery system, 22 APVs in a day. Ukraine. Nghĩa là Ukraine cho biết Nga mất 36 hệ thống pháo binh, 22 xe thiết giáp chuyển quân trong một ngày. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Trong báo cáo chiến đấu hàng ngày mới nhất, quân đội Ukraine hôm Chủ nhật tuyên bố rằng lực lượng Nga đã mất hàng chục hệ thống pháo binh chỉ trong một ngày. Putin lần đầu tiên phát động cuộc xâm lược nước láng giềng Ukraine vào cuối tháng 2 năm 2022 và cuộc xung đột kể từ đó đã kéo dài hơn hầu hết mọi người từng dự đoán khi gần đến ngày kỷ niệm 2 năm. Theo ước tính của quân đội Ukraine, lực lượng Nga đã thiệt mạng hơn 360.000 người trong cuộc chiến cũng như vô số tổn thất về khí tài quân sự. Theo báo cáo mới nhất được công bố hôm Chủ nhật, lực lượng Nga được cho là đã chịu tổn thất về vũ khí đáng kể vào ngày thứ Bảy, bao gồm 36 hệ thống pháo binh, 24 máy bay không người lái và 22 xe thiết giáp. Báo cáo cũng cho biết lực lượng Nga đã mất 4 xe tăng trong cùng khoảng thời gian. Về mặt nhân sự, báo cáo cho biết Nga có 860 người chết vào thứ Bảy. Điều này đã nâng tổng số binh sĩ Nga thiệt mạng của quân đội Ukraine kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột lên 360.730. Tấn công kẻ xâm lược, hãy cùng nhau giành chiến thắng. Sức mạnh của chúng tôi nằm ở sự thật, phát ngôn nhân Bộ Tổng Tham mưu nói. Trong một báo cáo gần đây, Viện Nghiên cứu Chiến tranh gọi tắt là ISW có trụ sở tại Hoa Kỳ tuyên bố rằng Putin đang cố gắng mở rộng phạm vi của cuộc xung đột ở Ukraine để coi đây là một cuộc đối đầu với các lực lượng phương Tây nhằm biện minh cho việc xây dựng quân đội lớn hơn và tổn thất ngày càng gia tăng trên chiến trường. Nhu cầu về một sự biện minh về mặt ý thức hệ như vậy xuất hiện sau khi Nga không đạt được những lợi ích lãnh thổ đáng kể trong năm 2023, mặc dù phải chịu thương vong nặng nề về quân đội và có thể là dấu hiệu cho thấy ý định tham gia vào một cuộc xung đột vĩnh viễn của nước này. Báo cáo của ISW nêu rõ, tuyên bố của Putin có thể gợi ý rằng ông ấy đang chuẩn bị cho một lý do lâu dài để duy trì lực lượng được huy động và tham gia chiến đấu nhằm bảo vệ vĩnh viễn chủ quyền của Nga trước phương Tây. Putin có thể cố tình và sai lầm coi Ukraine là con tốt không có tác nhân trong cuộc xung đột Nga-phương Tây để che giấu các mục tiêu theo chủ nghĩa bành trướng và theo chủ nghĩa tối đa của ông là thiết lập quyền kiểm soát hoàn toàn hiệu quả của Nga đối với Ukraine. Bản tin tình báo của Cục Tình báo Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh. Trong bản tin tình báo mới nhất, Cục Tình báo Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh đã đưa ra các nhận định liên quan đến Rosvardia, lực lượng vệ binh quốc gia Nga. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Phương Thảo. Rosvardia hay lực lượng vệ binh quốc gia Nga đang tăng cường nguồn lực và nhân sự sau những biến động trong bối cảnh an ninh nội bộ của Nga sau cuộc chiến ở Ukraine. Các thành phần của công ty quân sự tư nhân Wagner Group trực thuộc Rosvardia từ tháng 10 năm 2023, tiếp theo là vào ngày 3 tháng Giêng năm 2024. Tiểu đoàn Vostok của Cộng hòa Nhân dân Donetsk cũng được thêm vào. Mặt trận Khoa cũng đang thúc đẩy nỗ lực giải tán nhóm Kaskad của DNA, là nhóm chuyên thực hiện các hoạt động bằng máy bay không người lái, và đưa ra các bộ phận trực thuộc của nhóm này vào Rosvardia. Vào tháng 7 năm 2023, Duma Quốc gia Nga đã ủy quyền cho Rosvardia sử dụng vũ khí hạng nặng hơn, các khả năng mới, cùng với việc tăng cường thêm các cựu chiến binh giàu kinh nghiệm từ các nhóm khác, có thể sẽ mang lại sự gia tăng đáng kể về hiệu quả chiến đấu. Nhật Bản sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine, Ngoại trưởng Nhật Bản Yoko Kamikawa cho biết trong chuyến thăm Kyiv. Nhật Bản quyết tâm tiếp tục hỗ trợ Ukraine để hòa bình có thể trở lại với Ukraine, Ngoại trưởng Nhật Bản Kamikawa phát biểu tại cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba. Bà nói thêm, tôi có thể cảm nhận được tình hình ở Ukraine hiện nay căng thẳng đến mức nào. Nhật Bản đã tham gia các lệnh trừng phạt của phương Tây chống lại Nga và cung cấp vũ khí cho Kyiv. Ngoại trưởng Yoko Kamikawa đã đến Ukraine. Đại sứ quán Nhật Bản cho biết,
và cho biết thêm, đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của bà trong năm nay. Kamikawa đã đến Bucha gần Kyiv, nơi các lực lượng Nga đã bị cáo buộc gây ra sự thảm sát dân thường năm 2022, cũng như đến Irpin, nơi từng xảy ra giao tranh ác liệt. Một quan chức của bộ cho biết bà đã đến thăm Ukraine để gặp Ngoại trưởng Dmytro Kuleba và nhấn mạnh sự hỗ trợ liên tục của Tokyo đối với đất nước này. Một quan chức của bộ cho biết Ngoại trưởng Nhật Bản Koyo Kamikawa đã đến thăm Ukraine hôm Chủ nhật để gặp người đồng cấp Ukraine Dmytro Kuleba để thể hiện sự hỗ trợ liên tục của Tokyo. Chuyến thăm không báo trước là sự thay đổi so với kế hoạch du lịch 2 tuần ban đầu của bà, là thăm Ba Lan, Phần Lan, Thụy Điển, Hà Lan, Mỹ, Canada, Đức và Thổ Nhĩ Kỳ từ thứ Sáu, AFP đưa tin. Trong chuyến thăm của mình, Kamikawa đã một lần nữa nhắc lại với phía Ukraine rằng chính sách nhất quán của Nhật Bản trong việc sát cánh và hỗ trợ Ukraine vẫn không thay đổi, tuyên bố của Bộ cho biết. Bà cũng thông báo cho phía Ukraine chi tiết về các dự án hỗ trợ mà Nhật Bản sẽ cung cấp cho Kyiv. Nhật Bản có kế hoạch tổ chức một hội nghị nhằm thúc đẩy tái thiết kinh tế Ukraine tại Tokyo vào tháng 2, với sự có mặt của Thủ tướng Ukraine Denis Shmyhal. Tuyên bố của Bộ cho biết thêm, Kamikawa sẽ tham khảo ý kiến của phía Ukraine về các chi tiết của hội nghị và sẽ tham dự lễ bàn giao thiết bị liên quan đến năng lượng quy mô lớn để hỗ trợ mùa đông. Tuyên bố nói rằng trong chuyến thăm của Kamikawa là để thể hiện quyết tâm của Nhật Bản trong việc duy trì trật tự quốc tế dựa trên pháp quyền từ góc độ không thể chấp nhận những hành động đơn phương, thay đổi hiện trạng bằng vũ lực, chẳng hạn như việc Nga gây hấn với Ukraine. Đức chịu áp lực ngày càng tăng về việc gửi hỏa tiễn Taurus tới Ukraine. Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề Germany under increasing pressure to send Taurus missiles to Ukraine. Nghĩa là Đức chịu áp lực ngày càng tăng về việc gửi hỏa tiễn Taurus tới Ukraine. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Áp lực đang đè nặng lên Thủ tướng Đức Olaf Scholz trong việc bật đèn xanh cho hỏa tiễn tầm xa Taurus, vốn sẽ là một sự thúc đẩy đáng kể cho kho vũ khí của Kyiv để tấn công các tài sản quan trọng của Nga ở xa chiến tuyến. Thủ tướng phải tiếp tục tự hỏi liệu ông ấy có đang thực hiện đúng mục tiêu đã nêu là làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn Nga đạt được một nền hòa bình thắng lợi hay không. Ông nói, tôi không hiểu tại sao chúng ta lại do dự trong việc cung cấp những vũ khí này và các loại vũ khí khác. Các lời kêu gọi cam kết cung cấp hỏa tiễn Taurus cho đảng của Scholz ngày càng tăng trong nhiều tháng. Đức trước đây đã cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine, bao gồm xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard, 90 xe chiến đấu bộ binh Marder và 2 hệ thống phòng không Patriot. Nhưng Berlin đã từ chối chuyển hỏa tiễn phòng không sang hỏa tiễn hành trình Taurus phóng từ trên không mà Ukraine yêu cầu vào tháng 5 năm 2023. Markus Söder, thủ tướng bang Bavaria và chủ tịch Đảng Liên minh Xã hội Kitô giáo ở bang Đức cho biết, hỏa tiễn Taurus sẽ giúp Ukraine phòng thủ trước các cuộc tấn công liên tục của máy bay không người lái và hỏa tiễn theo truyền thông Đức. Sarah Nani, phát ngôn nhân Quốc hội về chính sách quốc phòng của Đảng Xanh của Đức cho biết, việc chuyển giao hỏa tiễn hành trình Taurus cho Ukraine đã quá hạn từ lâu. Mary Agnes Strack-Zimmermann, chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Bundestag, nói với hãng truyền thông Đức T-Online hồi đầu tháng này. Ukraine cần thêm đạn dược, nhiều phụ tùng thay thế và xe Taurus. Bà nói rằng chúng phải được chuyển đến Kyiv ngay lập tức. Strack Zimmermann trước đó đã nói trong một bài đăng trên mạng xã hội vào tháng 9 năm 2023 rằng chỉ có ông Scholz là đang ngăn chặn quyết định này trong liên minh cầm quyền của Berlin. Hỏa tiễn Taurus có tầm bắn hơn 300 dặm và nhìn chung tương tự như hỏa tiễn Storm Shadow do Anh cung cấp và hỏa tiễn Scud của Pháp. Các chuyên gia trước đây đã đề xuất với Newsweek rằng hỏa tiễn Taurus có thể giúp Ukraine giành được lợi thế trong việc tranh quyền kiểm soát của Nga ở Crimea. Mặc dù Storm Shadow có thiết kế rất giống với Taurus, nhưng thiết kế đầu đạn được cải tiến một chút
của nó sẽ khiến nó trở thành vũ khí tốt hơn để tấn công vào các cây cầu, chẳng hạn như cầu Kursk. Fabian Hoffman, một nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Oslo ở Na Uy, nói với Newsweek vào tháng 8 năm 2023. Cầu Kursk là tuyến đường cung cấp quan trọng nối bán đảo Crimea với đất liền Nga. Việc gửi Taurus sẽ tăng cường khả năng tấn công tầm xa của Ukraine, giúp Kyiv có thêm vũ khí để tấn công sâu vào phía sau chiến tuyến vào lãnh thổ do Nga nắm giữ từ các máy bay phản lực ở vị trí xa hệ thống phòng không của Nga. Những cuộc tấn công này có thể tạo ra sự khác biệt thực sự cho Ukraine, sau khi cuộc phản công mùa hè của nước này không thể thay đổi đáng kể các chiến tuyến hiện đang tĩnh lặng chạy qua phía đông và phía nam của đất nước. Charles Michel sẽ tranh cử vào cuộc bầu cử Âu Châu năm 2024. Chủ tịch Hội đồng Âu Châu Charles Michel được tường trình sẽ ra tranh cử với tư cách ứng cử viên trong cuộc bầu cử Nghị viện Âu Châu vào tháng 6, nghĩa là các nhà lãnh đạo Liên hiệp Âu Châu sẽ phải nhanh chóng thống nhất về người kế nhiệm đảm nhận chức vụ còn trống trong hội đồng của ông. Michel nói với tờ The Standard của Bỉ, "Tôi sẽ quyết định tham gia cuộc bầu cử Âu Châu vào năm 2024. Nếu tôi đắc cử, tôi sẽ ngồi vào ghế của mình. Hội đồng Âu Châu có thể dự đoán và chỉ định người kế nhiệm vào cuối tháng 6, đầu tháng 7. Phát ngôn nhân của Michel đã xác nhận thông báo này với Politico, trong đó đưa tin Michel có kế hoạch đảm nhận ghế trong Quốc hội Âu Châu vào giữa tháng 7 nếu ông đắc cử. Có nghĩa là các nhà lãnh đạo Liên hiệp Âu Châu sẽ phải nhanh chóng thống nhất người kế nhiệm cho vị trí còn trống trong hội đồng của ông. Nếu không, Thủ tướng Hung Gia Lợi Viktor Orbán, quốc gia sẽ đảm trách chức vụ Chủ tịch Luân phiên của Hội đồng Liên hiệp Âu Châu vào tháng 7, sẽ chủ trì các cuộc họp. Vai trò môi giới thường do Chủ tịch Hội đồng Âu Châu đảm nhận. Kịch bản đó, một Orbán không được kiểm soát, sẽ cai trị hội đồng trong 6 tháng ngay sau cuộc bầu cử ở Âu Châu năm 2024 là điều mà 26 nhà lãnh đạo khác của các nước Liên hiệp Âu Châu sẽ cố gắng tránh. Michel, 48 tuổi, là cựu thủ tướng Bỉ và giữ chức Chủ tịch Hội đồng Liên hiệp Âu Châu. Nhóm lãnh đạo chính phủ của 27 quốc gia thành viên Liên hiệp Âu Châu kể từ cuối năm 2019. The Standard cho biết ông sẽ tranh cử với tư cách là ứng cử viên hàng đầu cho đảng cải cách phong trào trung hữu ở Bỉ của mình. Thông báo này được đưa ra sau khi Quốc hội Hoa Kỳ vào tháng trước không phê duyệt khoản viện trợ an ninh trị giá 50 tỷ Mỹ Kim cho Ukraine do các nhà đàm phán không đạt được thỏa thuận. Ukraine đang chờ để nhận gói trị giá 50 tỷ euro, tương đương với 43,5 tỷ bảng Anh, từ Liên hiệp Âu Châu. Việc giao gói hàng này có vẻ không chắc chắn sau khi Hung Gia Lợi chặn Liên hiệp Âu Châu phê duyệt viện trợ. Tổng thống Zelensky nhận định rằng phải đưa Nga trở lại trong khuôn khổ luật pháp quốc tế. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết cuộc tấn công của Nga vào Ukraine có thể bị đánh bại. Nga phải được đưa trở lại trong khuôn khổ luật pháp quốc tế. Sự xâm lược của nó có thể bị đánh bại. Tổng thống Zelensky cho biết như trên tại một hội nghị ở Thụy Điển qua liên kết video vào Chủ nhật. Ông cho biết thêm, tình hình chiến trường vẫn tương đối ổn định. Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin lặng lẽ vào bệnh viện không cho Tổng thống Biden biết. Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề Lloyd Austin leaving Biden in doubt over hospitalization raised questions. Nghĩa là nhiều câu hỏi được đặt ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin lặng lẽ vào bệnh viện không cho Tổng thống Biden biết. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Việc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin bí mật vào bệnh viện đã đặt ra một số câu hỏi sau khi các quan chức cao cấp của Mỹ, bao gồm cả Tổng thống Joe Biden, không biết gì trong nhiều ngày về tình trạng của quan chức quốc phòng cao cấp nhất nước này. Austin được đưa vào Trung tâm Quân y Quốc gia Walter Reed vào ngày 1 tháng Giêng. Thư ký báo chí ngũ giác đài Thiếu tướng Pat Ryder cho biết hôm thứ Sáu,
Reuters cho biết trong một tuyên bố ngắn gọn rằng ông Austin đã bị các biến chứng sau một thủ tục y tế tự chọn gần đây. Một quan chức Mỹ nói với Reuters rằng Tổng thống đã được thông báo vào tối thứ Năm, vài ngày sau khi Austin vào bệnh viện. Một quan chức chính quyền Tổng thống Biden nói với CBS News rằng Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan và Hội đồng An ninh Quốc gia của Tòa Bạch Ốc đã được thông báo vào sáng thứ Năm. Những ngày giữ bí mật đã đặt ra những câu hỏi cấp bách về mức độ nghiêm trọng của bệnh tình của Bộ trưởng Quốc phòng. Tại sao các quan chức chính phủ khác không được thông báo và kế hoạch dự phòng nào đã được áp dụng trong thời gian Austin nằm bệnh viện? Việc không tiết lộ thông tin với các quan chức cao cấp khác đi ngược lại thông lệ đã có từ lâu và xảy ra vào thời điểm căng thẳng quốc tế và yêu cầu đối với Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ ngày càng gia tăng. Ngũ giác đài không công khai sự vắng mặt của Austin vì lý do y tế và quyền riêng tư. Bộ Quốc phòng cho biết hôm thứ Bảy, theo hãng tin AP, Hiệp hội Báo chí Ngũ giác đài, một tổ chức đại diện cho các thành viên của giới truyền thông liên quan đến việc đưa tin của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, mô tả việc trì hoãn tiết lộ việc Bộ trưởng Quốc phòng vào bệnh viện là đáng phẫn nộ. Vào thời điểm các mối đe dọa ngày càng tăng đối với các quân nhân Mỹ ở Trung Đông và Mỹ đang đóng vai trò an ninh quốc gia quan trọng trong các cuộc chiến ở Israel và Ukraine. Điều đặc biệt quan trọng là công chúng Mỹ phải được thông báo về tình trạng sức khỏe và khả năng ra quyết định của người lãnh đạo quốc phòng hàng đầu. Hiệp hội viết trong một lá thư gửi các quan chức hàng đầu của Ngũ giác đài. Bộ Quốc phòng đã cố tình giấu kín tình trạng sức khỏe của Bộ trưởng Quốc phòng trong nhiều ngày. Điều đó là không thể chấp nhận được. Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Roger Wicker, người có chân trong Ủy ban Quân vụ Thượng viện, cho biết: chúng tôi đang tìm hiểu thêm mỗi giờ về sự bất chấp pháp luật gây sốc của Bộ. Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Arkansas Tom Cotton cho biết, sự việc gây sốc này chắc chắn sẽ gây ra hậu quả, đồng thời cho biết thêm rằng Austin là mắt xích quan trọng trong chuỗi chỉ huy giữa Tổng thống và quân đội, bao gồm cả chuỗi chỉ huy hạt nhân, khi những quyết định quan trọng nhất phải được đưa ra trong vài phút. Tổng thống Biden là Tổng tư lệnh quân đội Mỹ, tiếp theo là Austin làm Bộ trưởng Quốc phòng. Austin cho biết hôm thứ Bảy rằng anh ta hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định của mình về việc tiết lộ thông tin. Đồng thời nói thêm, tôi cũng hiểu những lo ngại của giới truyền thông về tính minh bạch và tôi nhận ra rằng mình có thể đã làm tốt hơn việc bảo đảm công chúng được cung cấp thông tin phù hợp. Tôi cam kết sẽ làm tốt hơn. Ông nói thêm trong một tuyên bố, tôi rất vui mừng được bình phục và mong sớm được trở lại Ngũ giác đài. Ngũ giác đài cho biết Thứ trưởng Quốc phòng Kathleen Hicks đã sẵn sàng đứng ra bảo vệ Austin mọi lúc. Hicks đang y nghỉ ở Puerto Rico trong thời gian Austin bị bệnh. CNN dẫn lời hai quan chức Mỹ cho biết cô đã đến hòn đảo này trước khi Austin vào bệnh viện và định kỳ đảm nhận nhiệm vụ của anh trong những ngày kể từ đó. Một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng nói với Newsweek hôm Chủ nhật rằng Austin vẫn đang ở bệnh viện nhưng đang hồi phục tốt và tiếp tục thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình. Phát ngôn nhân từ chối cung cấp bất kỳ thông tin cập nhật nào về thời điểm Austin sẽ được xuất viện. Mỹ đang dẫn đầu trong việc hỗ trợ quân sự liên tục của phương Tây cho Ukraine và đang dẫn đầu các nỗ lực quốc tế nhằm bảo vệ các tuyến vận chuyển thương mại qua Biển Đỏ sau một loạt cuộc tấn công vào các tàu của phiến quân Houthi có trụ sở tại Yemen. Hoa Kỳ cũng cam kết hỗ trợ Israel khi nước này chiến đấu với nhóm chiến binh Palestine Hamas ở dải Gaza. Lực lượng Mỹ đồn trú ở Iraq và Syria cũng liên tục bị tấn công trong những tháng gần đây. Và vào ngày 4 tháng Giêng, quân đội Mỹ đã thực hiện một cuộc tấn công tự vệ ở Iraq. Ngũ giác đài cho biết cuộc tấn công đã tiêu diệt Mustaq Jawad Qasim al-Zawahiri, thủ lĩnh của nhóm khủng bố Harakat al-Nujaba do Iran hậu thuẫn và tích cực tham gia lập kế hoạch và thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào nhân viên Mỹ. Năm trẻ em trong số 11 người thiệt mạng trong vụ tấn công hỏa tiễn của Nga vào Pokrovsk. Trong cuộc họp báo tại Trung tâm Báo chí Kyiv sáng thứ Hai ngày 8 tháng Giêng, phát ngôn nhân Cảnh sát Quốc gia Ukraine, Đại úy Aliona Luislitska cho biết có 5 trẻ em trong số 11 người thiệt mạng trong vụ tấn công bằng hỏa tiễn của Nga nhằm vào thành phố Pokrovsk, phía đông Ukraine hôm thứ Bảy. Cô cho biết lực lượng Nga đã tiến hành cuộc pháo kích hàng loạt vào Pokrovsk vào khoảng 3 giờ chiều. Hậu quả của vụ tấn công dã man này là 11 người thiệt mạng, trong đó có 5 trẻ em từ 3 đến 17 tuổi. 10 người bị thương, hoạt động cấp cứu đang tiếp tục. Gần đến sáng,
chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về con số cuối cùng của những người bị thương. Đáp lại các báo cáo về vụ tấn công, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cho biết Nga phải cảm thấy, luôn cảm thấy, rằng không có cuộc tấn công nào như vậy sẽ diễn ra mà không gây hậu quả cho nhà nước khủng bố. Thụy Điển cho biết nhiệm vụ chính sách đối ngoại chính của họ trong những năm tới là hỗ trợ Ukraine. Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Billstrom phát biểu tại một hội nghị quốc phòng rằng nhiệm vụ chính trong chính sách đối ngoại của Thụy Điển trong những năm tới sẽ là hỗ trợ Ukraine. Ngoài ra, Thổ Nhĩ Kỳ có vẻ sẽ phê chuẩn tư cách thành viên NATO của Thụy Điển trong những tuần tới, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết hôm thứ Bảy. Hôm 27 tháng 12, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ do Đảng Công lý và Phát triển, gọi tắt là Đảng AK, cầm quyền của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan kiểm soát, đã bỏ phiếu ủng hộ nỗ lực gia nhập NATO của Thụy Điển sau khi nước này nộp đơn vào năm ngoái, ngay sau khi Nga xâm chiếm Ukraine. Bước tiếp theo là cuộc bỏ phiếu của toàn thể Quốc hội, trong đó Đảng AK và các đồng minh chiếm đa số. Tư cách thành viên NATO của Thụy Điển dự kiến sẽ được thông qua và sau đó biện pháp này sẽ được chuyển đến tay ông Erdogan. Nếu ký nó thành luật, ông sẽ kết thúc một quá trình kéo dài gần 2 năm và khiến một số đồng minh của Ankara ở phương Tây thất vọng. Trong tuyên bố sau khi được Ủy ban phê duyệt, Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Billstrom cho biết Thụy Điển hoan nghênh động thái này và mong muốn được gia nhập NATO. Nhà lãnh đạo NATO Jens Stoltenberg cũng hoan nghênh sự chấp thuận của Ủy ban Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ. Tôi hoan nghênh cuộc bỏ phiếu của Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ về việc phê chuẩn tư cách thành viên NATO của Thụy Điển, ông Stoltenberg nói, đồng thời kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ và nước láng giềng Hung Gia Lợi hoàn tất việc phê chuẩn của họ càng sớm càng tốt. Tất cả các thành viên NATO, hiện nay là 31, được yêu cầu phê duyệt tư cách thành viên mới. Ông Erdogan đã phản đối vào tháng 5 năm ngoái đối với yêu cầu gia nhập liên minh của cả Thụy Điển và Phần Lan, vì điều mà ông nói là việc hai nước này bảo vệ những người Thổ Nhĩ Kỳ, cáo buộc là khủng bố, cũng như việc họ bảo vệ các lệnh cấm vận thương mại. Thổ Nhĩ Kỳ đã phê chuẩn đề xuất của Phần Lan vào tháng 4, nhưng vẫn để Thụy Điển chờ cho đến khi nước này thực hiện thêm các bước để trấn áp các thành viên địa phương của Đảng Công nhân người Kurd, là nhóm mà Thổ Nhĩ Kỳ, Liên minh Âu Châu và Hoa Kỳ liệt vào danh sách nhóm khủng bố. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em thêm lời cầu nguyện cho anh chị em Ukraine đang trải qua những giờ khắc thử thách và khó khăn. Và xin cầu nguyện cho linh hồn những người của cả hai bên đã thiệt mạng trong cuộc chiến. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô.